10 con chip di động mạnh nhất bây giờ. Anh em muốn mua máy để chơi game chỉ cần chọn mấy con á, có mấy con chip sau đây là chơi tẹt luôn. Chọn được cái gì? iPhone nhất rồi thì ngày Apple. Vị trí số 10, Apple A13 trên iPhone 11. Vị trí số 9, Apple A14 ở trên iPhone 12 Pro, 12 Pro Max. Vị trí số 8, Snapdragon 8 Gen 1 ở trên Samsung Galaxy S2 Ultra. Vị trí số 7, Dimensity 9000. Con này còn chưa có ở Việt Nam anh em ạ. Vị trí số 6 vẫn là A14, nhưng mà ở trên iPad E4 cơ. Vị trí số 5, Apple A15 ở trên iPhone 13. Rồi, xong rồi. Vị trí số 4, Apple A12X ở trên con iPad Pro 2018. Vị trí số 3 lại là A15, nhưng lần này lại là phiên bản ở trên iPhone 13 Pro. Vị trí số 2, Apple A12Z ở trên iPad Pro 2020. Và vị trí cao nhất chính là con chip Apple M1. Chọn được cái gì? iPhone nhất rồi gì? 10 con mạnh nhất, 8 con Apple.